Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại kênh Sài Gòn House. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu một căn nhà có diện tích ngang 4m, dài 13m, sổ hồng riêng, nằm trên đường Đinh Đức Thiện, cách chợ Bình Chánh 3 cây. Hướng chính của căn nhà là hướng Tây Bắc các anh chị nha. Căn nhà này có sổ hồng riêng và hỗ trợ vay ngân hàng. Giá đầy đủ là 1,4 tỷ và hỗ trợ vay ngân hàng 50%, tức là khoảng 700 triệu các chị. Đây là mặt trước cũng như con đường đi vô căn nhà của chúng ta. Đây là phòng khách của căn nhà các chị. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 4m dài 13m, một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh luôn các chị nha. Ở đằng trước thì có một lớp cửa sắt cũng như cửa kính bảo vệ rất chắc chắn. Căn nhà của chúng ta nằm ở trong khu dân cư rất là đông, cách chợ nhỏ khoảng 500m các anh chị và cách chợ Bình Chánh khoảng 3 cây số. Nhà của chúng ta nằm trong hẻm đường Đinh Đức Thiện các anh chị nha. Mình chạy xuống chợ Bình Chánh, quẹo trái là đường Đinh Đức Thiện, chạy khoảng 3 cây là tới căn nhà này. Và căn nhà này là có sổ hồng riêng, vay được ngân hàng lên các anh chị ơi. Căn này có sổ vay được ngân hàng luôn, sổ hồng riêng luôn các anh chị nha, riêng biệt. Đây là phòng khách của căn nhà, ngang 4m, đầy đủ luôn các chị nha, được công nhận đầy đủ. Trên sổ chúng ta được công nhận là 52m các anh chị nha. Đây là cầu thang thì làm bằng đá hoa cương. Sau phòng khách sẽ là nhà bếp các anh chị nha. Đây là khu vực nhà bếp cũng khá là rộng các chị. Và có chỗ để máy giặt luôn các anh chị. Có sẵn ống chờ, ống xả và thiết kế sẵn ổ điện luôn cho các anh chị luôn. Căn nhà của chúng ta thuộc hướng Tây Bắc. Các anh chị nào hợp hướng Tây Bắc hoặc là Tây Tứ Trạch thì có thể phù hợp với căn nhà này các anh chị. Đó, mình nhìn từ phòng khách. Đây là cái bếp của chúng ta. Bếp của chúng ta chỉ có tủ ở dưới thôi các anh chị nha. Ở trên trần thì là thạch cao, la phong. Phía sau này chúng ta có một cái sân sau nha các anh chị. Và có giếng trời luôn, rất là thoáng luôn các chị nha. Căn nhà của chúng ta riêng biệt, tường riêng, sổ riêng luôn các anh chị nha. Sổ riêng mới vay được ngân hàng nên các chị nha. Nên các chị rất là yên tâm khi mà mua căn này. Giá đầy đủ của căn này là 1,4 tỷ. Và nếu các anh chị có khoảng 700 triệu mình có thể vay được ngân hàng luôn các chị nha. Vay được 700, 50% giá trị căn nhà. Đây là cái giếng trời rất là thoáng, chúng ta có thể làm mái che hoặc là song sắt chúng ta có thể lợp một cái tôn sáng ở đó để mình phơi đồ. Chỗ này là khu vực nhà bếp nè các chị. Căn nhà của chúng ta là thuộc hướng Tây Bắc các anh chị ạ. Đây chúng ta đi lên trên nha các anh chị, lên trên tầng 1 của căn nhà. Đây là từ cầu thang nhìn xuống phòng khách và ra sân. Và có sẵn một cái ban thờ cho các anh chị luôn. Căn nhà cách chợ Bình Chánh 3 cây các anh chị. Hẻm của chúng ta là hẻm Ba Gác và rất gần một khu dân cư lớn. Chợ cách đây thì khoảng 500m các anh chị nha. Một cái chợ nhỏ nhỏ ở đây, rất nhiều công nhân. Căn nhà này có thể mua ở hoặc cho thuê được. Và căn nhà này rất là gần khu công nghiệp các anh chị. Đây thì có 2 phòng ngủ này. Đây là phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Có cửa sổ luôn các anh chị nha, rất là thông thoáng. Và có lắp sẵn những cái đường dây điện cho các anh chị nếu mà đi máy lạnh sau này. Và cái nhà vệ sinh thì mình được thiết kế ở ngoài để sử dụng cho 2 phòng luôn. Nhà vệ sinh này cũng như nhà vệ sinh bên dưới là có đầy đủ thiết bị lavabo rồi vòi hoa sen luôn các chị nha, được lát gạch từ dưới lên trên và có cửa thông gió rất tiện lợi. Ở dưới chúng ta thấy là được lát gạch chống trơn trượt. Kế bên là cái phòng ngủ này. Phòng ngủ này mình có cửa sổ luôn các chị nha. Đây, cửa sổ mình sẽ quan sát được bên ngoài cửa sổ rồi. Các anh chị nhớ đăng ký kênh giúp em để mình được hỗ trợ cũng như nhận được những video mới nhất các anh chị nha. Những anh chị nào mà đăng ký kênh này, mình sẽ được nhận những thông tin rất là tích cực cũng như là trung thực về bất động sản các anh chị nha. Tiếp theo là cái phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Ở đây thì chúng ta có một cái ban thờ ở dưới rồi, cho nên là chúng ta không cần phải làm phòng thờ ở đây. Đây là cái phòng ngủ, mình có thể đi ra ban công. Đây là cửa ra ban công các chị nha. Ban công của chúng ta rộng khoảng gần 1 mét các anh chị. Đó, chúng ta có thể ra đây hít thở không khí hoặc là ngắm hoàng hôn các chị. Đó, mặt trời này đang lặn đó. Căn này được quay vào buổi chiều. Xung quanh dân cư rất là đông đúc nha. Các anh chị có nhu cầu cũng như biết thêm là thông tin về căn nhà này, hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình. Và hãy nhớ đăng ký kênh để mình cùng theo dõi những bất động sản sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.